tại phi trường Tân Sơn Nhất, Hòa thượng viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm đi Úc trên chuyến bay 781 Việt Nam Airlines cất cánh lúc 6 giờ 45 chiều ngày 6 tháng 11 96, 26 tháng 9 năm Bính Tý. Có rất đông chư tôn thượng tọa, đại đức tăng ni và Phật tử đến tiễn đưa hòa thượng lên đường. Hòa thượng ra nước ngoài, có quý vị Phật tử, ông bà chánh cần và chánh tín, đạo hữu chánh tâm và cô nhân tín, cũng như chuyến đi Âu Châu và Bắc Mỹ hồi năm 1994. Mục đích của chuyến đi Úc lần này là hòa thượng muốn đến thăm chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni và Phật tử ở Úc. Theo lời thỉnh cầu của quý vị Phật tử nhiệt thành ở Melbourne như ông bà bác sĩ Nhân và bác sĩ Dung, bác sĩ Dương hay Chánh Huệ và đạo hữu Chính Tâm ở Sydney, có quý vị Đắc Huệ và Thiện Nghiêm ở Brisbane, có sư cô Trí Kim chùa Linh Sơn và quý vị Phật tử khác. Hòa thượng đến Sydney lúc 2 giờ 45 ngày 7 tháng 11 96. Máy bay dừng nghỉ một tiếng tại phi trường rồi tiếp tục bay thẳng đến Melbourne. Để quý vị được rõ, có khoảng 200.000 đồng bào Việt Nam sinh sống trên nước Úc, đa số tập trung ở hai thành phố đông nhất là Sydney và Melbourne. Thượng đến phi trường Melbourne lúc 4 giờ 45 phút. Đến cung đón hòa thượng có quý vị đệ tử xuất gia của hòa thượng như quý thầy Thông Giác, Thông Hoàng, Thông Dũng, cô Trương Trí, vân vân, cùng với một số đông quý vị Phật tử vây quanh hòa thượng. Không biết đi được hay không? Dạ, quá mừng. Bữa nay thấy thầy khỏe, không khỏe mạnh. À, hôm thầy ngủ không chút? Dạ, đi chưa? Sau đó, hòa thượng lên xe về thiền viện Hiển Quang nghỉ. Xe chạy gần 11 giờ rưỡi mới đến nơi. Xin lưu ý, ở Úc sớm hơn giờ Việt Nam 4 tiếng. Các Phật tử ở thiền đường Hiển Quang do thầy Thông Giác chủ trì. Lúc 4 giờ chiều, ban tổ chức họp bàn chương trình làm việc cho những ngày hòa thượng có mặt ở đây. Ngày mà nó hơi xa xa đó, người ta còn mướn được cái người tài xế để lái. Tại cái xe này là xe của Cao Sầu, thì y muốn là y mướn riêng tài xế ở ngoài đó. Thành cái vấn đề nó, cái xe mướn thì rẻ, tài xế ở ngoài thì trúng vào ngày thứ bảy, ngày chủ nhật á, thì tài xế họ sẵn sàng giúp đỡ cho mình, nghĩa là họ không lấy tiền con. Ngày 8 tháng 11, 96, 28 tháng 9, năm Bính Tý, hòa thượng được hướng dẫn đi chơi.
Đến trưa, Hòa Thượng và quý vị Phật tử dùng cơm rồi nghỉ trưa dưới tàn cây trong một công viên rộng lớn. Bất chợt lúc ấy, Thủ tướng nước Úc đi ngang qua. Ngài dừng lại rồi đến bắt tay Hòa Thượng. Đó là một trong những cái đặc biệt mà Hòa Thượng gặp phải trong thời gian ở Úc. Đến 2 giờ trưa, Hòa Thượng và đoàn đi ra bến tàu du thuyền của Melbourne. Là bến đậu những du thuyền trên sông Yarra của thành phố Melbourne. Con sông Yarra chảy ngang thành phố Melbourne cũng giống như con sông Sen ở Pháp vậy. À, đang chờ vé xuống tàu. Quý vị, những vị ở trong phim cần phải mua vé để xuống tàu. Còn chúng ta là những người xem phim thì được xuống tàu miễn phí thưa quý vị. Quý vị cứ an tâm mà xuống, nhưng phải đi ở phía đằng sau mà thôi. Xin mời, xin mời. Was up the front here, either side of the wheel, and also out on the back deck on the port side. Now, secondly, speaking of the back deck, you are, of course, very welcome to go out there. And that is the only place on board the boat where we are. Đến đây, chúng tôi xin nói ít lời về thành phố Melbourne. Melbourne là một thành phố nhộn nhịp nhất Australia và là thủ phủ của bang Victoria với khoảng 3 triệu dân. Melbourne là một thành phố lớn thứ nhì của Australia. Cảm giác mà người ta thấy được ở đây khá khác biệt với những gì mà Sydney đem lại. Một cái cảm giác quay lại với quá khứ ập đến với du khách. Điều đó làm cho họ cảm thấy như trở về nhà của họ. Melbourne có nhiều nơi để tham quan. Đó là con sông Yellow, với nhiều cảnh đẹp và trung tâm nghệ thuật thời Victoria rất lộng lẫy. Tòa nhà này rất nổi tiếng, nơi tấp nập cả ngày lẫn đêm. Trung tâm nghệ thuật này có các nhà hát và phòng hòa nhạc của Melbourne. Nằm cạnh trung tâm nghệ thuật là phòng trưng bày mỹ thuật quốc gia Victoria. Ngoài những tác phẩm điêu khắc và hội họa, tòa đại sảnh ở đây lại có những cái buổi hòa nhạc và có những buổi tổng duyệt của những nhóm tài năng khác.
Bên ngoài phòng trưng bày mỹ thuật, những người đi bộ dừng lại trước những chiếc xe lửa điện màu xanh và vàng đi ngang qua đường Sankida để hướng tới khu vườn của nữ hoàng Victoria và công viên thuộc lãnh địa hoàng gia. Cả hai nơi này đều có những khu vườn và những bức tượng rất mỹ thuật và có cả một cái chiếc đồng hồ bằng hoa khá khác thường. Khu vực vườn hoàng gia lại là một cái điểm thu hút nữa tại Australia mà người ta nhớ mãi không quên. Người Australia yêu thích thời gian rảnh rỗi của mình để theo dõi các môn thể thao và nhiều công việc xã hội từ thiện khác nữa. Rưỡi chiều, hòa thượng trở về chùa. Sáng ngày 9 tháng 11 96, 29 tháng 9 năm Bính Tý, vào lúc 10 giờ sáng, hòa thượng làm lễ quy y cho khoảng 50 người. Đồng đến đạo tràng này chứng minh từ bi gia hộ, khiến cho các Phật tử này thọ tam quy ngũ giới, được nghiệp chướng tiêu trừ, thanh tâm thanh tịnh, trí huệ sáng suốt, kính mong chư Phật. Không được sát sanh kể từ ngày nay cho đến trọn đời, không được giết hại chúng sinh là giới của người Phật tử tại gia. Vậy quý Phật tử có thể giữ được không mà? Tốt lắm. Giới thứ hai, không được trộm cướp đến trọn đời. Không được trộm cướp là giới của người Phật tử tại gia. Vậy quý Phật tử có thể giữ được không mà? Con xin giữ được. Tốt lắm. Pháp danh là Chánh Thiện Tâm. Chánh là ngay thẳng, thiện là hiền lành, tâm là cái tâm đó. Tâm ngay thẳng, hiền lành. Đã hứa nhận. Phật tử Đào Thị Kính, pháp danh là Chân Mỹ Ý, danh là Chân Mỹ Hảo. Chữ Hảo cũng là đẹp, chữ Mỹ cũng đẹp, mà cái đẹp chân thật nha. Phật tử Nguyễn Ngọc Vịnh Vinh, vậy thì bỏ cái dấu dưới. Pháp danh là Chánh Thiện Hiền. Thiện là lành rồi mà hiền cũng là lành nữa, tức là cái lành rất là tột bực đó nghe. 3 giờ chiều nay, hòa thượng đến giảng 2 tiếng tại chùa Quang Minh do thượng tọa Minh Trí trụ trì. Đề tài giảng giải nghi về vấn đề nhân quả. Có khoảng 500 người dự thính và hào hứng lắng nghe.